Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin đến từ thành phố Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin đến từ Denver cho hay rằng giải thưởng trị giá tới 20.000 Mỹ Kim để tìm ra thủ phạm giết người từ năm 2020. Sở cảnh sát của thành phố Denver hiện nay đang treo một giải thưởng lên tới 20.000 Mỹ Kim để truy nã thủ phạm đã sát hại nạn nhân, đó chính là ông Jacquarie Smith, vào lúc 4 giờ sáng của ngày 10 tháng 9 năm 2020, xảy ra tại khu chung cư số 1700 trên đường North Quebec và đường North Queens. Hiện nay bất kỳ ai có thông tin xin hãy vui lòng gọi điện thoại cho đơn vị Crime Stoppers. Những người đưa tin sẽ được cung cấp mật mã để ẩn danh. Jacquarie Smith là một nhạc sĩ guitar, đồng thời cũng là một thành viên của nhóm Autonomics, một ban nhạc gồm 4 người tại địa phương, được thành lập từ năm 2021 trong 9 ngày sinh nhật của Jack. Anh được mệnh danh là người mang lại ánh sáng, năng lượng và niềm vui cho mọi người. Sau bản tin về việc cựu trung sĩ cảnh sát Denver nhận tội hẹn hò tình dục với thiếu niên. Cựu trung sĩ Timothy Hyatt, 45 tuổi thuộc sở cảnh sát Denver vừa nhận hai trọng tội sau khi bị cáo buộc hò hẹn và muốn quan hệ tình dục với thiếu niên. Ban đầu ông này bị cáo buộc tội danh dụ dỗ trẻ em trên mạng online, một tội danh nghiêm trọng hơn hai tội danh nói trên mà ông thừa nhận trong một thỏa thuận với các công tố viên. Theo đó, cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 của năm 2022, khi nhân viên điều tra của sở cảnh sát lên trang trực tuyến đóng giả là một cô gái tên là Lindsay. Theo tài liệu của tòa án, ông này đã dùng một nickname tự xưng là Tim ở Colorado để hẹn hò với các thiếu nữ. Qua hàng loạt tin trao đổi, thì Tim mô tả với các hành vi tình dục cụ thể mà ông muốn thực hiện với các cô gái. Cả hai hẹn gặp tại công viên Lakewood. Thám tử giả dạng thiếu nữ bắt đầu thu thập hồ sơ từ các công ty truyền thông xã hội và từ mạng xã hội. Sau đó kết luận nhân vật Tim đó chính là ông Hyatt. Hồ sơ tại sở cảnh sát Denver ghi rằng ông Timothy Hyatt gia nhập ngành cảnh sát từ năm 2005 và đã từ chức vào ngày 28 tháng 11 của năm 2022. Và cũng trong ngày 13 tháng 3 vừa qua, ông đã bị kết án 4 năm quản thúc sau khi nhận tội là muốn quan hệ tình dục bất hợp pháp với trẻ em. Tiếp nối bản tin về chú sói đã sát hại hai chú cún cưng tại quận Jackson. Ông Travis Duncan, phát ngôn viên của cơ quan công viên và động vật hoang dã Colorado thông báo rằng có hai chú cún cưng trong đoàn gia súc ở quận North Park thuộc Jackson vừa bị những con sói sát hại trong tuần này. Các nhân viên của cơ quan đã tìm thấy dấu chân của những con sói và dữ liệu trong vòng GPS đeo trên cổ của sói cũng cho biết rằng chúng có mặt trong cả hai cuộc tấn công nói trên. Loài sói di cư đến từ bang Colorado từ năm 2019 và lần đầu tiên sau nhiều năm nó đã sinh sản ra một đàn con vào năm 2021. Chúng đã giết hại rất nhiều gia súc tại nơi đây. Và mới đây, cơ quan công viên và động vật hoang dã tiểu bang cũng đã trưng cầu ý kiến của công chúng về kế hoạch dự thảo đưa sói đến Colorado, bắt buộc phải có sự chấp thuận của cư dân, theo đạo luật số 114 phát hành năm 2020. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện nay thì chưa có một con sói nào được đưa vào tiểu bang theo đạo luật này. Gia đình của bà Donna Schultz, người chủ của những chú cún cưng nói rằng, chúng tôi rất đau buồn khi mà chú chó Cisco 7 tuổi vừa thông minh lại săn thú rất giỏi đã bị bầy sói sát hại. Bầy sói cũng đã từng đến khu vực này và lần đầu tiên khi chúng vào trang trại thì chúng đã giết chết một con linh dương. Bà Donna cũng cho biết rằng bắt một con sói là bất hợp pháp, có thể bị phạt tiền và cả bị ở tù. Vì thế gia đình bà và những cư dân lân cận đã gặp khó khăn trong việc bảo vệ đàn gia súc của mình. Chuyển sang bản tin về nhà cứu hỏa tại Sao Metro học cách đối phó với xe điện bị cháy. Sau khi có những bản tường trình về việc xe điện bị bốc cháy trên khắp đất nước, thì trong lúc xe điện ngày càng phát triển phổ biến, các nhân viên cứu hỏa tại khu đô thị Denver đang chuẩn bị đối phó với một mối nguy hiểm này. Theo lời của ông Chris Weld, người đứng đầu nhóm đối phó với những trường hợp nguy hiểm của nhà cảnh sát Sao Metro cho hay rằng, mặc dù xe điện không phổ biến nhưng mà khó dập tắt hơn nhiều, và trong lúc ông Well hướng dẫn những bài tập mới cho các nhân viên thì một vụ cháy xe tay ga ở mức báo động đã xảy ra tại Bronx. Thông thường nhân viên cứu hỏa dùng nước dập tắt lửa nhưng không thể áp dụng cho việc xe tay ga hay là xe điện bùng cháy.
Và ông Well nói rằng khi xe điện cháy thì độc tính phát ra từ cột khói cũng như là dòng chảy của các kim loại nặng và đặc biệt là oxit fluoric thoát ra từ những cục pin thực sự gây ô nhiễm môi trường. Mình cứu hỏa sử dụng một lần được cho là một công cụ hữu hiệu trong việc dập tắt ngọn lửa bùng phát từ xe điện hay là xe tay ga. Thế nhưng nó cũng phải chờ khoảng 15 giờ đồng hồ thì ngọn lửa mới có thể hoàn toàn bị khống chế. Mình cứu hỏa này cũng giúp cho họ giải quyết khu vực chung quanh đám cháy bằng nước, đồng thời giúp họ có thời gian bảo vệ nhà cửa, cây cối và những cấu trúc khác. Và cách hay nhất vẫn là để ngọn lửa bùng phát từ xe điện hay xe tay ga tự cháy trong vòng 1 giờ. Nhà cứu hỏa tại Sao Metro Fire cũng cho hay rằng nhiều nghiên cứu cho thấy hỏa hoạn hiếm khi xảy ra với những loại xe đúng tiêu chuẩn an toàn và đặc biệt là có giấy chứng nhận. Sau cuộc bản tin về đài phun nước Casa Bonita bắt đầu hoạt động lại. Đài phun nước Casa Bonita mang tính biểu tượng ở đằng trước của nhà hàng Let Good dự kiến sẽ hoạt động lại trong vài tuần lễ nữa. Trực thăng của đài truyền hình địa phương đã bay qua nhà hàng nằm trên đại lộ West Colfax gần với đại lộ Wadsworth. Nhìn thấy đầy nước trong bồn đã được sửa đổi và tái thiết kể từ khi đài phun nước này bị dỡ bỏ từ tháng 6 của năm ngoái. Những người sáng tạo South Park đồng thời cũng là chủ sở hữu của đài phun nước này đó chính là Trey Parker, Mark Stone và người bếp trưởng Dana Rodriguez. Vào năm ngoái, họ thông báo nhà hàng này sẽ tái khai trương vào tháng 5 của năm nay sau khi tái thiết thành công một khu vực rộng lớn và thoáng mát. Và kể từ tháng Giêng của năm nay, nhà hàng đã đăng thông tin tuyển dụng hàng trăm vị trí, bao gồm các nhân viên phụ giúp nhà bếp, nhân viên pha chế rượu cũng như là các nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu giúp vui cho thực khách. Kể từ ngày 1 tháng 7, nhà hàng bắt đầu nhận chỗ để tổ chức các sự kiện đặc biệt. Cả hai người chủ đã thỏa thuận mua nhà hàng này với giá 3,1 triệu Mỹ Kim từ tháng 9 của năm 2021. Họ có kế hoạch để thác nước nổi tiếng của nhà hàng hoạt động trở lại, đồng thời cũng thay đổi thực đơn tệ hại của nhà hàng này để thay đổi trong tương lai.